hiểu lầm cơ bản về độ ẩm ở trong không khí. Ok, chào mọi người, hôm nay là Máy An Gia tiếp tục lên video. Thì cái video này mình sẽ nói cho mọi người một chút, bàn luận một chút về cái độ ẩm ở trong không khí mọi người nhé. Thì vì mình bán hút ẩm đến năm nay năm thứ 7 rồi và mình trải nghiệm rất là nhiều, và những cái câu hỏi đại khái như về là máy hút ẩm vì sao độ ẩm nó không đạt như mong muốn, các thứ này nọ thì rất là nhiều. Và cái video này mình sẽ nói một chút về vấn đề về độ ẩm trong không khí nhé. Rất là nhiều anh chị hỏi, ví dụ như là bây giờ anh chị có máy hút ẩm ở chỗ này, thì độ ẩm ở chỗ máy thì nó đang là 60%, mà ở cái chỗ kia, ở cái chỗ khác, ví dụ như ở chỗ này chẳng hạn, đúng không ạ? Em nói diện tích trong phòng nhá, ví dụ chỗ này, đúng không? Chỗ này đi, đúng không ạ? Chỗ này thì nó là 70%. Thế thì bây giờ mọi người phải hiểu thế này, độ ẩm ở trong phòng thì không chỗ nào giống chỗ nào cả, và cái sự chênh lệch là bình thường. Cái nguyên tắc hút ẩm ấy thì là cái chỗ mà máy hút ẩm để, ví dụ để chỗ này các bạn, chỗ này là chỗ độ ẩm cao nhất, chỗ này là chỗ độ ẩm thấp nhất. Và khi mà ẩm thì nó nguyên tắc nó đổ từ nơi cao đến thấp, thì khi mà chỗ độ ẩm này thấp thì nó sẽ đổ từ những cái chỗ con ngay khác, nó đổ về đây thì sẽ đổ dần dần thì chỗ này nó đổ, ví dụ như này 60 và chỗ kia 70 là bình thường. Và nếu muốn bão hòa thì các phòng nó càng kín thì dần dần nó sẽ cái độ ẩm nó sẽ tự nhiên đổ về và độ ẩm đạt bão hòa trong phòng, thì lúc đấy là độ ẩm đạt cho cả phòng, đúng không ạ? Đấy thì cơ bản như thế mọi người, chứ không phải là cái cảm biến nó sai, mà là gì, mà là chúng ta đang cái độ ẩm nó đang chưa được bão hòa, và ở hai cái vị trí khác nhau thì có độ ẩm khác nhau. Chỗ máy hút ẩm sẽ độ ẩm thấp nhất và dần đổ về. Đấy mọi người phải hiểu đúng thế nhé, chứ còn rất là nhiều người cứ bảo là em ơi cảm biến sao nó sai tới 10-15%, mà bọn em bảo là có 5-7% thôi, 5% thôi, sai số 5%, thì mà bây giờ 10-15% này thì không ok. Thế thì đấy, cái đấy là cái mà mình muốn giải thích đến cho mọi người, và mọi người phải hiểu đúng về cái độ ẩm trong không khí, hiểu đúng cái độ ẩm trong không gian nhà mình, thì với hiểu đúng về cái công dụng của máy hút ẩm nữa. Đấy mọi người nhé, thế nên là cái độ ẩm sẽ là không chỗ nào giống chỗ nào, và khi hút ẩm thì chỗ máy hút ẩm là độ ẩm cao nhất và dần dần sẽ đổ về.